Bây giờ là buổi tối, mình có nấu một nồi bún. Bây giờ mình muốn vừa ăn vừa tâm sự chung với mấy bạn những cái ngày vừa qua. Rồi hồi nãy mình có đi chợ đó, mình có mua được mấy tờ vé số đầu năm, vé số cào mấy bạn. Nó là những cái tờ vé số như vậy nè, thì nó có trị giá là 2 đồng một cái và có cái 3 đồng nữa. Đầu năm mới tụi mình thì không có chơi cờ bạc, cho nên mình nói với ông xã mình á, thôi đi mua mấy tờ vé số này tụi mình cào thử coi nó có như thế nào không, coi đầu năm tụi mình có may mắn không mấy bạn. Cho nên mình mua có 5 tờ. Bây giờ mình ăn tối, mình và ông xã mình ăn tối và sẽ cào vé số ra cho mấy bạn xem coi năm mới tụi mình có được sự may mắn hay không. Tại tụi mình không có cờ bạc. Với lại bên Mỹ vợ chồng mình có 2 vợ chồng, tụi mình ít có quýnh bài. Tết nhất thì gia đình hay ngồi quây quần ăn uống rồi quýnh bài để coi đầu năm của mình như thế nào á. Bây giờ mời mấy bạn nha, mình sẽ quay trở lại. Vợ chồng mình đã ăn xong rồi, bây giờ tới tiết mục cạo vé số. Mình sẽ cạo vé số nha cho mấy bạn coi. Mình không biết nó như thế nào nhưng mà mình cứ thấy mình bấm, mình cứ thấy đủ loại mình cứ bấm mỗi cái. Ông Đây, xã, cạo chưa? ông xã quay quay gần lại không, quay gần lại cho mấy bạn coi. Có nhiều thứ ông xã đi ngược nữa. Sao? Đó, đủ loại nha. Thao cạo nha. Hai hộp cạo luôn. Tụi mình ước tính là cái đám này mình trúng là tỷ mấy. Nếu mà trúng đầy đủ mình trúng tỷ mấy á. 3 đồng tờ, 2 đồng tờ đủ rồi. À, đó cạo đi. Bây giờ là Cạo đi. Cỡ đồng trúng đó queen bạn. number là mình cạo đây trước đúng không? Đúng không? Cái queen number ở đây đúng không? Win number. Mình phải cạo đây hả? Do number cạo đi, cạo hết, hiểu không? Cạo hết đi. Không, bây Cạo giờ hết mình đi, cạo cái hiểu queen trước đã. Cái queen là không? Mình phải cạo number của mình trước. Số đèn mở đi. Queen number. Queen number là 26, 18. 06. 06. Ok, cạo rồi. 26, 18. 06. Nếu mà trong ba cái số này mà mình cạo có là mình Mày cạo trúng hết đi. hả? Không sao. Bỏ quá. Khó quá. Gì vậy? Thấy cái gì gì đâu không mà mấy bạn ơi. Không thấy gì hết. Con vô giống hả? Không thấy chưa trúng gì hết. Có Không 26, mình có 26 mà đây có 29. được. Cạo xuống dưới. Đi đứt hết 1 đồng rồi. Cái này Đi 2 đồng. đâu? No, 1 đồng ở trên là 1 đồng đi đứt rồi. 50 cent. Bây giờ ở dưới. Số mấy? Chúng. Trúng gió. Không thấy gì hết, không có thấy cái số của mình. Giờ thấy số 5. Let me see. 23. Không có một chút. Chưa hiểu. Chưa có trúng một Hai số. hàng là cho 3 số luôn. Ừ. 26, 18, 6. Ừ. Nhưng mà không có một cái số nào trong đây hết. Đây số 6 mình số 5. Ừ. Như này. Không có, chỉ có trên đó Còn gì thôi. không? Còn gì Không, không? hết rồi. Cạo sao mới xua. Lại cho mấy bạn coi đi, để gần lại cho mấy bạn coi đi, không có trúng được một số nữa, một số cũng không trúng. Ok, đi tôi hết 2 đồng rồi. Bây giờ cái thứ hai, cái thứ Đây. hai là cái gì đây, cái này cái ở đâu đây, coi thử nó nằm ở đâu. Cả hết này hiểu mệt quá. No.
trên hại não do number and hay gì third number. Sao nó tối quá sao không thấy đường vậy, má nhảy được không? Thấy rõ không? Thấy rõ. Chắc chị YouTube quá không tối. Subscribe 1000 đồng per week for 20 years. Bây giờ cái game một á, mệt quá chụp hình. Ông xã mình không thấy đường mới vậy. Không phải coi trong phòng mới thấy nó như thế nào. Game 1. Ba cái matching price amount, win that amount. Ok, ba cái số giống nhau thì chúng tưởng. Game này game 1, game 2 đâu? Game 3, game 2 đâu? Where's game 2? Game 2 trên này. À. Ok, bây giờ cạo ha. Game 1 chứ đi. 1 hả? Trời ơi, khó khăn quá. Ba cái giống nhau. Ba cái matching price amount. Không. Chúng. Không, chúng. Chúng. Gió. Nhạc có chúng gì không? Sao chúng này không? Ồ, đây là có tương lai nha. Tương lai không thấy gì hết. Có tương lai, có tương lai. Thật thà. Có tương lai á, dễ lâu. Lạ chị. Từ từ đây nè. Review Bahrain symbol. Ba ren thì trúng 1000 rồi. Matching price amount. Ba ren. Nếu mà matching á, mình matching ba cái price amount, win that amount. Bây giờ cái ba ren symbol thì win 1000 đồng, mình có hai ren nè, 800 nha. Rồi, cái trên này là gì? Cái này là gì? Bell. Gì đâu? Để sang đây. Matching symbol, hai cái symbol win 2 đồng instantly. Matching symbol. Two matching symbol. Hai giống nhau. Không có. Ba cái khác nhau. À, mẹ sao khác không vậy? Đây đây đây. Bell. Hai chục đồng. Two không có. Chọc luôn rồi mấy bạn. Rồi, cái này cuối cùng. Nói tóm lại là mình thấy không có tương lai nữa. Không trúng một cái gì hết. Chúng. Ừ, chúng gió. Tiếp. Trên á, có cái đỏ. Cái gì? Phốt kịch quá. Sao? Keep your number, beat their number in either rows across, win the prize for that row. If the price won in rain with 1,000 per week for 20 years. Nói tóm lại là vậy nè. Nếu mà number của mày beat their number, số mình đâu? Mình nè, số đó nè. Ừ. Số mình lớn hơn số đó thì mình thắng. Nào mình số 4 là 12 á. Nếu mà số của mình lớn hơn số đó thì mình sẽ thắng. Nói tóm lại mình là đi toi hết 2 đồng. Win the price for that row. Hai cái if rồi the mấy price bạn. If the price won, it ran. Cái này khó quá mấy bạn ơi. Cái bữa mình thấy chơi cái bạn trên YouTube chơi cái đó dễ hơn. Cái này sao thấy khó. Okay, your number, their number. Con này là gì? Này row 1. Wait a minute. Chưa hiểu lắm. Your number là số 4 hả mình hả? Ừ. Nó là 12. Đúng rồi. Này của mình là 4 nữa, nó 12 nó 10. Ừ. Này chó. Không hiểu luôn. Bây giờ cái thứ ba nè mấy bạn. Hai cái đã đi đứt rồi. Không hiểu gì hết.
Your number. Okay. Nó tớm lại $5 này. Cái này là cái gì? No, $4 hả? Mình đang trồng cái này đi. Cái này nó nói your number. Chúng sao cạo vậy? Vậy cạo xuống mẹ. Cạo xuống chứ. Coi mình nữa hả? Tay cờ bạc á, hôm bữa cũng đi sòng bài phố hết trơn. Dơ quá. Cạo đi một chỗ thôi. Đúng bà là xỉn sần. Chúng dạ. Còn số nào đâu? Ok, mà số mình ở giữa hả? Không, số mình xung quanh. Chắc số win ở chính giữa. Rồi, số win giữa thì số mình xung quanh gì? Mình around. Mua ở này cũng 2 triệu đồng á. Chúng gỡ hai lần gỡ lại. Làm hết chưa? Chưa, đợi tí. Cạo chưa có sạch. Cạo xuống chứ. Cạo chưa có sạch đi hết. Đó, cái chỗ đó. Cái chỗ bên này nè. Bên này. Ừ. Thường tao nói là hồng nhan mà phận mày không? Hồng nhan quá thôi. Rồi. Rồi, chụp đi. Cầm. Để đi, cầm. Cầm nó dễ chụp hơn. Lucky number 14, 9, 10. Giờ coi không có. Ok, lucky number nè. Số chúng á. Không có trong đây. Không có cái nào hết các bạn. Cái này dễ nhìn nè, nhưng mà không có cái nào. Thấy không? Cái số chúng á. 14, 9, 10. Không có cái 9 nào đó. Mình có 5, 7, 2 nha. 13, 15 nha, 12, 8, 0, 6. Trời đất ơi. 14 á thì đây có 13, 12. À. Còn số 9 á thì đây mình có 8, 6, 7, 5. Mười. Không ai gì. Xong tôi hết 2 đồng nữa rồi. Trời xuống chứ. Ôi ông xã mới xui á. Ông xã không có dính một cái tấm nào hết á. Bây giờ số 2. Tiếp tục. Cái này extra play. Chung. Chơi này ghiền các bạn. Rất là ghiền nha. Ghiền. Yeah. I don't think so. Hồi xưa mình ghiền lắm á. Không thấy vậy gì ghiền hết trơn á. Là anh có trong hẻm mình ghiền lắm á. Chơi ghiền lắm. Chảo nó quen á. Ok, giờ sẽ chảo đây. Nằm đây chắc. Trời ơi, này cạo đóng nhiều quá trời. Đó đâu có đâu. Chỉ có đây không mà. Ở đây không có. Có số gì vậy? Ở đây không có, số bình thường vậy thôi. Tạp quá. Thời gian mà cạo này mình kiếm được 2 surprise. Thì mình cũng phải có cái để cho mấy bạn chơi chung với mình. Coi bộ năm mới tụi mình không có hên gì hết á mấy bạn ơi. Không hên gì đâu. Đầu năm hoa lá em ơi. Không hên gì hết. Đón, ok, bây giờ tới cái này. Chưa đón, em ơi, diễn điện tới rồi. Nhẹo cái này đã. Ok, let me see. Chắc cái này nằm ở trên đây hả? Let me shoot. Cái kia đâu? Số chúng số gì? Trên đó, extra play đó. Extra play là chơi thôi, không phải. Number bên đây hả? Cái nè, này. Nếu như mà, giờ nhỏ nghĩ nè. Mình mua cái này 2 đồng là ở trên đây hàng này của mình nè. Ok, hàng ở trên nè, 5 đồng, 10 đồng. Ok, coi như là hàng ở trên này của mình nè. Coi số trên này có không? 28, 53. Này có 54 mà không có nè. 23. Không hiểu. Mình có 23. Cái số tiền là số tiền thưởng chúng chứ hả? Nói tóm là không hiểu cái gì trong game này hết.
05 54. Kho là kho. Trời ơi, số kêu game này khó hiểu quá. Cái gì mà số lung tung vậy? Mình chỉ trúng được hai số. Bên đây là số gì? Cái đó mình bỏ qua đi, cái đó mình không có cần. Sao bỏ đi nữa? Mình đâu có cần đâu. Không hiểu cái gì thế. Cái này là không hiểu rồi đó. Ông xã không hiểu nhưng mà vợ hiểu à. Ông xã mua, giống như ông xã mua thì ông xã mới được trúng cái đó. Còn như ông xã chỉ mua cái tờ giấy này có 2 đồng mà. Ok. Chứ mua gì trúng này? Thì mua nhiều hơn. Nhiều là nhiều. Thì nó có nè, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Hồi nãy giờ thấy cũng có trong đó mà. Thì đi ngoài mua 500 đồng tờ giấy cạo vậy, bất giỡn vậy. 100 đồng, ở đâu ra? 500 nè. No, không phải, you wrong. Nhưng mà thấy như vợ nghĩ là phụ mỗi năm. Nhưng mà vợ nghĩ đây nè, mình mua 2 đồng, 2 đô la thì ở đây nè. Mình sẽ có 3 cái số này thì mình mới chung. Ok, see back for instruction. Này là sao? Trời ơi, đông mò không ơi, ơi. Đây nè. Chăm nó suốt cái. Play, win, how to play. Win. Dạ, mình giải thích làm bay. Ok, how to play, how to win. Call a call. Mà nói thiệt những cái này hại não lắm luôn á. Cái này không hiểu cái gì luôn. Không hiểu cái gì hết. Trời đất ơi. Match or bigger number is completely vertical. Horizontal. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Number free space win the prize. À, không hiểu cái gì hết. Scratch call a call. Error. Thật sự mình không hiểu. Mình quậy mình nói cái này phức tạp. Hôm bữa mình coi mà. Tại sao vậy, mua loại này khó quá vậy? Trời mua loại gì trong số chằng chịt nhìn. Ông xã là người lấy ra nó. Không phải vợ đâu. It's hard. Vợ không phải là người cái đó. Không hiểu cái gì hết. Vợ không phải là người lấy cái đó, ông sẽ là người lấy, giờ không biết. Còn cái này sao? Nói chung là biểu đi. Nhưng mà không hiểu như nó chút là mới ghê nè. Để dành đó. Từ từ em sẽ nghiên cứu. Chào lại đi. Rồi cái này sao? Chào đại đi tính. Chào ở đâu? Chào hết đi. Chào trong đây hả? Dạ, hết đi. Nó đâu thì đâu có đâu. Có. Không đi nó chữ giống nhau mà. Giống nhau hả? Ừ. Đâu có đâu. Đem tạo cả đây nè. Khó, dễ yes, sự khó. Line. Must be the number line. Khó quá. Ừ. Cái món này khó quá, mình không biết chơi cái này mấy bạn ơi. Tà quá. Tốn mấy chục đồng, không biết chơi. Cũng tiện quá. Trời, nó khó dễ thì sao luôn mà nó chơi được. Khó quá mấy bạn. Mấy game này dành cho bắt học chơi. Không hiểu gì hết. Ừ. Yeah. Suốt tiếp. Cái này như một rừng, cái này khó chơi quá. Trời đất ơi, chụp hình cũng kiểu nữa. Do cho 20 bếp nữa. Chỗ này vậy? Nhiều, 50 ngàn. Your letter. See back from Johnson. Đã gì? Bonus letter. See back vậy? Quay mình sao lại vậy? Nó có cái plain Johnson. Nè, cái này là gì nè? Scratch your all 20 letter đó. And the two bonus letter. Then crush all letter. Found in the 50 ngàn nè. Chào hết vô này. Chào ra. Đâu có gì trong đó. Có. Cãi không?
có cái đồ ông xã cái đồ scan ra thôi chứ đâu cháu có... nói chi quấn một cái chết bây giờ làm dễ sợ bây giờ tính sao đọc cho cố và hiểu lầm nghe đây cross all letter foul ghi 50,000 ok mình thấy song song rồi mấy bạn mình bây giờ già là biết không mình đọc chữ mình thấy mệt quá cái chữ người sao không sao nè cái chữ này nè ở cái chữ đó hay là mình coi trong đây có cái in chữ the symbol không? Nguyên trời ơi ba cái game hài não đúng là hài não thiệt các mấy bạn không hiểu gì hết nhức cái đầu thật sự ra mình thấy cái này mình không hiểu gì hết đó bây giờ mình có trúng bây giờ cho mình có trúng mình cũng không biết luôn mấy bạn ơi chỉ có cái này là mình hiểu nè đơn giản thì mới dễ hiểu cái này thì cái nó đưa ra cái số nguyên xong rồi cái này mình không có thì mình biết là mình không trúng mấy cái hiểu là thua hết rồi đó còn mấy cái này á mình không hiểu gì hết ba cái hai cái không hiểu hai cũng hiểu rồi từ từ để mình nghiên cứu nói chung là bây giờ cái video này của mình cạo với số chật lớp không có trúng gì hết chưa chắc ngày mai mốt mình lên video mình trúng số cho bạn biết ok không trúng gì hết mấy bạn ơi ok không hiểu gì hết thôi bây giờ cái video cũng dài rồi tụi mình tạm biệt mấy bạn tại đây nha hôm nay tụi mình mua vé số cạo mà không trúng được cái gì hết thôi thua rồi mấy bạn hôm nay mình không được mình không có chơi cờ bạc được tại vì cờ bạc mình cũng thua cho nên mình sẽ không có cờ bạc nhưng mà nói cho mấy bạn nghe nhưng mình có mua hai tờ vé số nếu như mà hai tờ vé số đó mình trúng mấy bạn sẽ thấy tụi mình ở Việt Nam gán đợi đi ok ok bye bye. See you mấy bạn.